quý vị một ngày thật thú vị và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây là nội dung của chương trình. Con gái giấu kín của Hà Phương và chồng tỷ phú, chiều cao vượt mẹ, học vấn xuất sắc. Kính thưa tất cả quý vị, con gái Hà Phương có vóc dáng cao ráo hơn mẹ rất nhiều. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chưa công khai gương mặt của hai con gái. Năm nào cũng vậy, cứ hè đến là ca sĩ Hà Phương lại dẫn hai cô con gái của mình về Việt Nam để tham gia, đồng thời thực hiện các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ở lần về này, chính Angela, con gái út của Hà Phương, đã đề nghị mẹ giúp đỡ và kết nối với các bạn trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19. Đây là nhóm bạn nhỏ đã từng được ca sĩ Hà Phương dẫn đi sắm đồ Tết. Ở lần quay trở về Việt Nam này, Hà Phương đề nghị của con gái đã tiếp tục gặp gỡ và chăm sóc các em, đặc biệt là nhân dịp các em sắp bước vào năm học mới. Sau nhiều tháng gặp lại, những bạn trẻ đã lớn hơn, các bạn tặng Hà Phương những chiếc thiệp tự làm xinh xắn và bó hoa bằng len dễ thương. Gặp lại các em trong dáng vẻ tự tin hơn và đã vượt qua được nỗi đau của đại dịch. Hà Phương hạnh phúc chia sẻ, Phương gặp lại các con, Phương thấy rất vui mừng vì thấy các con đã trưởng thành hơn. Dù gia đình khó khăn nhưng vẫn rất chăm lo học tập, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Các con đang trong độ tuổi như con gái nhỏ của Hà Phương nên Hà Phương rất thương và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con. Cùng với các bạn đồng trang lứa, con gái của nữ ca sĩ Hà Phương nhanh chóng hòa nhập và trò chuyện vui vẻ cùng với các bạn. Lần trở về Việt Nam này, có đặc biệt hơn cả là lần khác là con gái út của Hà Phương cùng chị gái cùng làm đề tài nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cho trường đại học Columbia, một trong những trường đại học hàng đầu tại nước Mỹ. Tuy chỉ mới học lớp 11, nhưng điểm thi của Sát, con gái đầu của Hà Phương, gần như tuyệt đối nên Diana được nhận vào học hè và trải nghiệm các trường đại học top đầu tại Mỹ. Bên cạnh đó, cô con gái út của ca sĩ Hà Phương cũng đặc biệt yêu thích bộ môn viết chữ, một dạng thư pháp của châu Âu. Chính vì vậy, Angela Nina đã đề nghị được giới thiệu bộ môn này vào giao lưu với các bạn nhỏ. Tất cả các em đều tỏ ra hào hứng. Hai mẹ con và 10 bạn nhỏ đó có một buổi chiều giao lưu thư pháp đầy vui vẻ và ý nghĩa. Kết thúc buổi viết chữ thư pháp, các em tặng nhau những trang giấy với đầy những lời cảm ơn tới ca sĩ Hà Phương và con gái. Đồng thời, ca sĩ Hà Phương cùng tặng các em nhỏ những phần quà nhỏ để giúp thêm các em trong năm học mới. Con gái ca sĩ Hà Phương cũng đã có thêm những người bạn mới ở Việt Nam lần đầu trở về thăm quê hương này. Sau một ngày dành thời gian đưa các bạn nhỏ đi chơi, ca sĩ Hà Phương và con gái sẽ rời khỏi Việt Nam và để tiếp tục du học hè cùng các con trước khi bắt đầu năm học mới. Bên cạnh lịch trình bận rộn với gia đình, Hà Phương cũng không quên tranh thủ kết nối với nhiều nghệ sĩ để chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật sắp tới, bao gồm các MV âm nhạc, game show và phim điện ảnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong clip sau.